Clip này dành riêng cho các anh chị đang là bất hợp pháp tại Nhật nha. Hôm qua tới giờ nổi lên một clip chia sẻ có một thông tin, đó là gì? Bạn người Việt với nhau báo cáo bạn mình là bất hợp pháp lên cục xuất nhập cảnh để nhận số tiền là 7 mang. Và cái luật này người ta đưa ra lâu rồi. Các bạn đọc qua nè. Khi mà phát hiện bất hợp pháp báo cáo lên cục xuất nhập cảnh, các bạn sẽ nhận được số tiền là dưới 5 mang nha, chứ không phải là 7 mang. Và bỏ cái số tiền này qua một bên. Nói về cái đoàn kết của người Việt, cũng như là cái tính mà người Việt của chúng ta hay có, đó là dù là bạn là bất hợp pháp hay là hợp pháp, các bạn được tôn trọng như nhau. Bởi vì con đường chọn của mỗi người lại đều khác nhau, và không ai muốn là bất hợp pháp cả. Nhưng mà các bạn lỡ đã đi bất hợp pháp rồi, các bạn nên giữ mình và ẩn mình đi. Giữ mình, ẩn mình là tu chí làm ăn, bảo vệ sức khỏe. Đừng có tham gia vào những cuộc nhậu, đừng có tham gia vào những cái gì đó mà nó làm mình nổi trội lên. Bởi vì sao? Khi mà các bạn đã bất hợp pháp rồi, chắc chắn các bạn sẽ được cảnh sát nhòm ngó liên tục. Và chỉ cần các bạn nổi lên thôi, ví dụ như là các bạn nhậu vào đi, các bạn xích mít chửi nhau cái gì đó đi, hàng xóm người ta chỉ cần báo cáo một phát là cảnh sát nó ập tới, nó phát hiện ra là bạn là bất hợp pháp. Chứ khi mà bất hợp pháp, các bạn ẩn mình, các bạn không làm gì cả, các bạn chỉ làm việc tới ngày nhận lương thôi, thì đâu có ai biết các bạn ở đâu và làm gì và bắt các bạn được, đúng không? Ví dụ như các bạn ra đường đi, các bạn ăn mặc nó cảm thấy nó khả nghi quá chẳng hạn. Hoặc là các bạn chơi lớn quá, các bạn đánh nhau các thứ, rồi các bạn nhậu nhẹt la ó lên thứ, thì cảnh sát nó observe, nó bắt liền. Và cái thông tin ngày hôm qua đó là gì? Là chính người Việt báo người Việt là bất hợp pháp để nhận số tiền, chỉ vì số tiền đó mà là gì? Hại luôn cả tương lai của một người đó. Mặc dù là ai cũng muốn hợp pháp cả, nhưng mà hợp pháp hay bất hợp pháp thì cũng là làm việc cống hiến để kiếm tiền thôi, đúng không ạ? Nên là chúng ta nên bỏ qua những cái việc đó. Ai bất hợp pháp thì kệ họ, và ai hợp pháp là kệ họ. Đừng có cái việc là báo cáo lên chi nhé. Mặc dù là nhận cái số tiền đó, nhưng mà các bạn cái nhận số tiền đó, các bạn có thấy vui không, hay là như thế nào? Mình ấy thì mình không có ủng hộ cho bất hợp pháp chứ, nhưng mà mình cũng không có gọi là khuyên các bạn nên là đi vào gọi là báo cáo lên để nhận số tiền đó. Mình thì mình cũng chả quan tâm, ai bất hợp pháp thì kệ đó. Nhưng mà các bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe đi, gọi là đùm bọc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, đừng có vì đồng tiền mà là hại những bạn bất hợp pháp nha.